giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. IBC TV đang phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng internet ibctv.us. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính như sau. Hoa Kỳ và Nga trao đổi tù nhân. Công dân Mỹ Brittany Griner được trả tự do trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga. Cảnh sát Đức chuẩn bị bắt giữ thêm nhiều người sau khi đập tan mưu đồ đảo chính. Iran thi hành án tử hình đầu tiên liên quan đến biểu tình chống chính phủ. Nga tấn công miền đông Ukraine cùng lúc Tổng thống Putin vui mừng về việc chiếm đất. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Nga trao đổi tù nhân. Hoa Kỳ đồng ý phóng thích công dân Nga Viktor Baltrum buông vũ khí đang thụ án tù, trong khi Moscow sẽ thả cựu ngôi sao bóng rổ là Brittany Griner. Giới chức Hoa Kỳ cho biết cựu ngôi sao đội tuyển bóng rổ Griner, 31 tuổi, được thả hôm nay, và Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nói chuyện qua điện thoại với cô. Ông Biden sau đó cho biết Griner hiện nay sức khỏe tốt, an toàn và đang trên máy bay quay về Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Nga cũng xác nhận trao đổi Brittany Griner để lấy lại công dân Nga là Viktor Bout tại sân bay Abu Dhabi, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cuộc trao đổi công dân Nga và công dân Hoa Kỳ đã thành công. Theo ông Biden, thì Ả Rập Saudi đã tạo điều kiện để Brittany Griner được Nga phóng thích trong cuộc trao đổi tù nhân. Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn. Cuộc trao đổi tù nhân diễn ra sau nhiều tuần kỳ vọng của dư luận Hoa Kỳ. Truyền thông Nga trước đó cho biết việc đàm phán được các cơ quan tình báo hai nước tiến hành bí mật dựa trên những khuôn khổ được thống nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden. Griner bị bắt vào tháng 2 với cáo buộc tàng trữ ma túy, bị giam tại Yavaz, tỉnh Moldova, miền Tây nước Nga. Tòa án Nga tháng 10 đã bác đơn kháng cáo của Griner, giữ mức 9 năm tù trong bản án được đưa ra 2 tháng trước. Nga đã bắt Griner trong bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga leo thang về cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng bản án với cựu Griner là không thể nào chấp nhận được. Công dân Brittany Griner được trả tự do. Trong cuộc trao đổi tù nhân với Nga, Brittany Griner được trả tự do rời khỏi nhà tù ở Nga và đang trên đường về Mỹ vào thứ Năm ngày 8 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết tại Nhà Trắng. Ông Biden cho biết Mỹ đã đồng ý thả tay buôn vũ khí người Nga đang bị cầm tù tên Viktor Bout trong một cuộc trao đổi tù nhân chấm dứt vào 10 tháng. Bà Griner bị giam giữ. Cách đây ít phút, tôi đã nói chuyện với Brittany Griner. Bà ấy an toàn. Bà ấy đang ở trên máy bay. Bà ấy đang trên đường về nhà, ông Biden nói. Sau khi bị giam giữ trong hoàn cảnh không thể chấp nhận được, Brittany đã sớm trở lại trong vòng tay của những người thân yêu và lẽ ra bà ấy đã được ở cùng họ trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã phải đàm phán căng thẳng, vất vả. Từ Nga, bà Griner đã hạ cánh xuống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Biden cho biết hôm ngày 8 tháng 12. Là người hai lần giành huy chương vàng và là cầu thủ của đội Phoenix Mercury vẫn đang thi đấu trong giải WNBA, bà Griner đã bị bắt giam tại sân bay Moscow vào ngày 10 tháng 2. Bà thừa nhận trước tòa đã mang theo hộp đựng dầu cần sa trong hành lý do bác sĩ của bà kê đơn cho bà hút. Tin từ Âu Châu, cảnh sát Đức chuẩn bị bắt thêm nhiều người sau khi đập tan mưu đồ đảo chính. Cảnh sát Đức có kế hoạch bắt giữ thêm nhiều người khi họ điều tra nhóm cực hữu mà công tố viên cho rằng đang chuẩn bị lật đổ chính phủ, đưa cựu thành viên Hoàng gia Đức lên làm quốc trưởng. Theo các nhà điều tra cho biết, nhiều người trong nhóm là thành viên phong trào là Reichsbürger, công dân của đế chế, lên kế hoạch đưa nhà quý tộc Heinrich 13 Rolls-Royce làm lãnh đạo nhà nước mới. Những nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng cho thấy một số thành viên đã lên kế hoạch tấn công Bundestag, là tòa nhà quốc hội liên bang, bắt giữ các nhà lập pháp. Heinrich là hậu duệ của hoàng gia tại Rutinga, âm thuộc miền đông của nước này. Ở tuổi 71, ông này lâu nay là một nhà phát triển bất động sản, bị bắt tại thủ đô tài chính Frankfurt vào ngày 7 tháng 12.
Nữ phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức cho biết vào ngày 8 tháng 12 rằng những cuộc đột kích được thực hiện vào ngày hôm trước là biện pháp hành pháp đánh vào nhóm Ravensburger. Đây là biện pháp có quy mô lớn nhất từng thấy tại Đức. Về nguy cơ an ninh, bà nói thêm mối nguy hiểm tiềm ẩn vẫn còn cao và cơ quan an ninh đang hết sức chú ý theo dõi tình hình. Iran thi hành án tử hình đầu tiên liên quan đến biểu tình chống chính phủ. Hôm thứ Năm ngày 8 tháng 12, Iran treo cổ một người đàn ông bị kết tội dùng dao làm bị thương một nhân viên an ninh và chặn đường ở Tehran. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết đây là vụ hành quyết đầu tiên có liên quan đến tình trạng bất ổn chống chính phủ gần đây. Các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc sau khi Mahsa Amini, một người phụ nữ Iran sắc tộc Kurd, 22 tuổi, bị chết vào hôm 16 tháng 9. Đây là một trong những sự chống đối lớn nhất đối với nhà nước Cộng hòa Hồi giáo kể từ khi thành lập vào năm 1979. Các nhà chức trách đã đàn áp các cuộc biểu tình và hôm ngày 5 tháng 12, lực lượng vệ binh cách mạng đã khuyến khích cơ quan tư pháp đưa ra các bản án nhanh chóng và dứt khoát đối với những người bị cáo buộc phạm tội ác chống lại an ninh quốc gia và đạo Hồi. Hãng thông tấn Tasnim nêu tên người đàn ông bị hành quyết là Mohsen Shekari, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào. Truyền thông nhà nước đã công bố một đoạn video ghi lại lời thú tội của Shikari, trong đó anh này xuất hiện với một vết bầm tím trên má phải. Anh này thừa nhận đã tấn công một thành viên của lực lượng dân quân Basi bằng dao và chặn đường xe máy của anh ấy cùng với một trong những người bạn của mình. Nga tấn công vào Ukraine cùng lúc. Thưa quý vị, các lực lượng Nga đang tiến hành những cuộc tấn công trên không lẫn trên bộ vào một số khu dân cư tại miền đông Ukraine. Giới chức cho biết ngày 7 tháng 12, một ngày sau khi Tổng thống Putin ăn mừng về việc chiếm giữ lãnh thổ trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng, gần với thành phố Lysychansk, Nga đã khai triển thêm binh lính để cố gắng chiếm được ngôi làng Belohorivka. Vị thống đốc khu vực Ukraine cho biết, trong khi chỉ huy khu dân cư đang có giao tranh ác liệt, mô tả Nga đang ngày càng tấn công không kích. Thống đốc là Shehi Haida của khu vực Lugansk cho biết, trong khu dân cư Bakhmut và những vùng khác của khu vực Donetsk giáp với Lugansk, vụ tấn công đã làm chết 9 người thường dân. Những lực lượng Ukraine đã phản công bằng hàng loạt bệ phóng rocket. Tatiana, nữ phát ngôn viên của chính quyền Donetsk cho biết giao tranh diễn ra dọc theo toàn bộ đường phân giới Donetsk, trong đó thị trấn tiền tuyến đã bị xe tăng Nga pháo kích vào ngày thứ Năm. Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa với những bản tin nổi bật như Phó Tổng thống Argentina bị tuyên án tù vì tham nhũng, Tổng thống Biden ca ngợi khoản đầu tư TSMC của Đài Loan vào Mỹ. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem